121. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Quyết thổ mơ hê si giá rằng tất thành các tổ lô phố tạm mùa sốc bác gà rù huyết chạy thác vô lô cá sơ sát thà chá ná đầm mất vô quý đồ quần đà mù tầng ná ra phù. Cái này giác rằng Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài vật trí thức không đâu sánh bằng. Thoát ly phiền não trói chăng, tôi thường giáo chủ, trí năng vô lượng. Tứ đế, ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đảng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tam mô bát đi bồ quý a ta sa sát tu nô lô ca nam mạnh tháng sa vi na ta rô cô sắp và nhiều bố thấp và tí phù tí sành nhá tù và mất hành tầng đã ra phù. Chân này giác cần pháp bảo với như ánh vàng như là soi sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh đầy những Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đảng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thù chú hát tá sát xà quốc hồ xích khà xúc tà mô quá hát thầm má xích khá khô liền đà bá sẵn xà đi á nà đá rồ quá rồ hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần tăng bảo trên văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai vì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà nát tí giá tê chê ná sách khà mê ê tu quá tha nàng ta xà phí à nú phà quê ná sá hát xà dê ná sách chạch tú. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tánh hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Phần chẳng dương ơn Đức Tam Bảo ra xong. Sĩ Kim nó hú quá luôn hả? Rồi bây giờ chúng tôi chỉnh một chút. Alo, còn hú chưa? Alo, quý vị nghe có hú không? Chắc người ta nói tu phải hú chứ, không hú không kêu gọi người khác thì họ dễ vui. Mình có hú một tiếng cho người ta nghe, người ta mới tham gia. Thế nên hay người ta hay có cái từ gọi là tu hú á. Rồi bớt ra, rồi xà thủ, xà thủ. Rồi, rồi hết hú rồi. Cảm ơn Đại Đức Phước Sang. Hôm nay tại Sĩ Kim á, mấy bữa trước nó mấy sư núp lùm, cho nên Đại Đức Phước Sang xuất hiện để coi Sĩ Kim á, còn nó mấy sư núp lùm nữa hay không. Rồi bây giờ chúng ta học ha. Đây là Đức Phước Sang. Hồi nãy quý vị cứ chào Đại Đức Pháp Trang. Đại Đức Pháp Trang thì cô lấy cái nick Trang Pháp Trang chữ bự thấy rõ ha. Nhưng mà đây là Đại Đức Phước Sang, câu Phước rồi còn Sang nữa, vậy thì ai chịu nói. Thôi bây giờ chúng ta học ha. Quý vị thấy câu Phật môn môn 121 chưa? Hôm nay sẽ kiếm một vui ha. Móc ba mạnh nhề tháp bà ba xa. Móc ba mạnh nhề tha bà ba sa mập ba mạnh nhề tha bà ba sa. Câu số 2. Na măng tăng a ga mi sa ti. Na măng tăng a ga mi sa ti. Na măng tăng a ga mi sa tí. Rồi bây giờ ôn lại hai câu này ha. Mập ba mạnh nhề tháp bà ba sa nam tăng a gam mi sa tí. Đọc lại ha. Mập ba mạnh nhề tháp bà ba sa nam mằng tăng a gam mi sa tí. Mập ba mạnh nhề tháp bà ba
sanamang tăng a gamisati. Rồi bây giờ qua câu số 3, câu số 4. Uda bình đúc ni ba tê na. Uda bình đúc na vi ni ba tê na. Uda bình đúc ni ba tê na. Câu này hơi chắc chắc ha. Uda bình đúc ni ba tê na. Và câu số 4. Uda cùng phù bí phù ra tí. Uda cùng phù bí phù ra tí. Uda cùng phù bí phù ra tí. Rồi bây giờ chúng ta ôn câu 3 câu 4. Uda bình đu ni ba tê na. Uda cùng phù bí phù ra tí. Uda bình đi ba tê na. Uda cùng phù bí phù ra tí. Uda bình đu ni ba tê na. Uda cùng phù bí phù ra tí. Và hai câu cuối. Ba lô phù ra tí ba ba sa. Ba lô phù ra tí ba ba sa. Ba lô phù ra tí ba ba sa. Và câu cuối cùng. Thô ca thô cầm bi a thi năng. Thô ca thô cầm bi ba a thi năng. Thô ca thô cầm bi a thi năng. Rồi ôn lại câu 5 câu 6. Ba lô pu ra ti ba ba sa thô ca thô cầm bi a thi năng. Ba lô pu ra ti ba ba sa thô ca thô cầm bi a thi năng. Ba lô pu ra ti ba ba sa thô ca thô cầm bi a thi năng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Quý vị nhìn lên bài học. Móc ba mạnh nhẹ ba ba sanh nam bằng tầng a gam mi sa ti u đa bình đu ni ba tê na u đa cùng phù phi phù ra ti ba lô phù ra ti ba ba sa thù ca thù cầm phi a chi năng. Đọc lại. Mắt ba mạnh nhẹ thấp ba ba sanh nam bằng tầng a gam mi sa ti u đa bình đu ni ba tê na u đa cùng phù phi phù ra ti ba lô phù ra ti ba ba sa thù ca thù cầm phi a chi năng. Lần nữa. Mắt ba mạnh nhẹ thấp ba ba sanh nam bằng tầng a gam mi sa ti u đa bình đu ni ba tê na u đa cầm phù phi phù đi ba lô phù ra ti ba pa sa thù ca thù cầm phi a chi năng. Bài này quý vị đọc mệt nghĩ, tức là hãy nghĩ nơi trường âm, còn nếu mà không nghĩ trường âm thì tới chữ trường âm cuối cùng nghĩ luôn cũng được. A chi năng ha. Tại chi năng đó quý vị nghĩ, bởi vì đọc tới đó là bắt buộc phải nghĩ hết bài rồi còn đọc gì nữa, cho nên quý vị đọc vô tư. Khi nào mà thì kiếm chỗ nào trường âm mà nghĩ, cũng giống như trường âm năng, trường âm cuối cùng quý vị tới đó phải nghĩ thôi. Alo, còn nghe không? Đưa bài lên để cho quý vị thấy rõ. Như vậy thì trong cái cách đọc quý vị tự do ha, nhưng mà khi nào mà thì kiếm trường âm mà nghĩ, đừng có nghĩ nơi đoạn âm. Và bây giờ đó là cái cách đọc mà trường âm và đoạn âm. Thì trường âm chúng ta đọc kéo dài, đoạn âm thì chúng ta đọc nhanh ha, đọc lẹ chút nhớ ha. Rồi kinh lễ thượng tọa Chân Tịnh vừa đến với pháp hội.
Rồi bây giờ đưa bài cho Thượng Tọa Chương Tịnh thấy nè ha. Rồi đọc một hơi cho Thượng Tọa Chương Tịnh sợ luôn ha. Móc phá mạnh nhẹ tháp bà bá sá na mặn tăng à gấm mấy sá tí ưu đá bình đô ni bà tề nô đá cùng phù phí phù đá tí bà lô phù đá tí bà bá sá thù khát thù cầm bí à chí năng. Rồi đó là cách đọc mà chúng ta kéo dài nơi trường âm và đoạn âm thì chúng ta đọc nhanh một chút. Và bây giờ trong cái lối kể thì đây là một cái lối kể rất là dễ, 44 ha, quý vị nhớ 44 ha. Nhưng mà đọc một lần hai câu chứ không nên đọc từng câu một, kể là phải nương nhau trên cái âm vận. Cho nên quý vị cố gắng đọc một lần hai câu để nương nhau mà sống, nương nhau để cho cái âm giọng nghe nó lên xuống. Chúng tôi xin đọc chưa? Móc pa man nhé tha ba ba sa na mang tăng a ga minh sa ti u da pin du ni ba te na u da cung phô vi pu ra ti ba lô pu ra ti ba ba sa thô ca thô cấm vi a chi năng móc ba man nhé tha ba ba sa na mang tăng a ga minh sa ti u da pin du ni ba tê na u đa cung phố vi phu ra tì ba lô phu ra tì ba ba sang thô ca thô cấm vi a chi năng. Bài này dễ với cái lối kệ thì quý vị theo 44 ha. Mặc dù nó tới 6 câu nhưng mà không sao, chỉ cần hai câu đầu chúng ta đọc được là những câu sau chúng ta cứ theo cái âm vận như vậy ha. Rồi ôn lại lần nữa nè, bởi vì đây là bài kệ dễ cho nên phải đọc nhiều lần. Móc ba ban nhé tha ba ba sa na mang tăng a ga minh sa ti u đa pin du ni ba tê na u đa cung phô phi phu ra tì ba lô phu ra tì ba ba sa thô ca thô cấm phi a chi năng. Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình như nước từng như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chấp chứa dần dần. Rồi xà thủ xích mê ta xích kim, thì nãy giờ đưa tay cho cũng mỏi rồi ha. Bây giờ đưa bài học lên cho quý vị thấy. Rồi xin mời xích mê ta xích kim. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khả Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim cho biết tín hiệu. Dạ, cảm ơn Đạo Men. Dạ, cảm ơn cô Quang Thành, cô Hồng Mai. Dạ, 4-5 người đủ rồi. Dạ, trước hết con kính lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức cùng quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú 121. Mập ba mình về tha bà ba sa na măng tăng a ga mít sa ti u đa bình đô ni ba tê na u đa cùm phô bi bồ ra ti ba lô bồ ra ti ba bát sa thô ca thô căm bi a chi năng.
Dạ, con xin phân tích mắt trường âm nhấn, bá đoạn âm, manh trường âm nhấn, nhê trường âm thông thường, thá đoạn âm, ba trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, xá ná hai đoạn âm, măng tăng hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a trường âm thông thường, gá đoạn âm, mít trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, mắp ba mình nhề tha bà bát sa na măng tăng a gá mít xá tí. Và con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Ú đá là hai đoạn âm, bình trường âm nhấn, đú ní hai đoạn âm, ba tê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, ú đá hai đoạn âm, cung trường âm nhấn, phô trường âm thông thường, bí đoạn âm, bu trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm. U đa bình đu ni bà tề na u đa cùm phô bi bù ra tí. Dạ, con xin phân tích tiếp câu 5 và câu 6. Ba lô bu là ba trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, xá đoạn âm, thô trường âm thông thường, cá đoạn âm, thô trường âm thông thường, câm trường âm nhấn, bí đoạn âm, a trường âm thông thường, chí đoạn âm, và năng trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Và con đọc lại câu 5 và câu 6. Ba lô bù ra tí ba bát sa thô ca thô câm bí a chí năng. Và con đọc lại hết bài. Mập ba mình nhề tha bà bát sa na măng tăng a ga mít sa tí u đa bình đu ni bà tề na u đa cùm phô bi bù ra tí bà lô bù ra tí bà bát sa thô ca thô câm bi a chi năng. Mập ba mình nhề tha bà bát sa na măng tăng a ga mít sa ti u đa bình đu ni bà tề na u đa cùm phô bi bù ra ti bà lô bù ra ti bà bát sa thô ca thô câm bi a chi măng ý bà. Cho con xin đọc lại câu chót. Thô ca thô cầm bi a chi năng. Dạ, con xin đọc lại lần nữa. Mập ba mình nhề tha bà bát sa na măng tăng a ga mít sa ti u đa bình đu ni bà tê na u đa cùm phô bi bà ra ti bà lô bu ra ti bà bát sa thô ca thô cầm bi a chi năng. Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mập ba manh nhê thả ba bát xa na măng tăng a gà mít xa tì ồ đã bình đô nì ba tê na ồ đã cung phô bì bô ra tì ba lô bù ra tì ba bát xa thô ca thô câm bị a chi năng. Và con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con kính mời cô Kim tiếp. Nam mô
Buddhaya Namo Thammaya Namo Sanghaya. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Sang. Trời ơi, nhờ sư nói con mới biết sư Phước Sang không đại núp lùm ghê quá. Sư gì thầy Thích Chơn Tịnh và các sư nếu còn núp lùm nữa, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 121. Sư sư bài này á, thật ra nó cũng khó đó sư, tại vì á, phần lớn chữ cuối nó đều đoạn âm không à, tới nó có cái câu cuối cùng, cái chữ cuối nó mới trường âm, thành ra cái người đọc cũng khó một chút. Không sao, sư với sự chỉ dạy rất là hay của sư nha, mà chứ gì các Phật tử trong này ai cũng đều giỏi chứ, sẽ đọc qua dễ dàng thôi sư ơi. Thôi giờ con trả bài đi, bây giờ để cho người khác lên trả bài nữa, sư la con nữa, trời ơi nhiều chuyện quá. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 121. Mắt ba mành nghề tha bà phát sa na măng tăng à gam nít sa ti u đá đình tu ni bà tề na u đá khùm bồ phi phù ra ti bà lồ phù ra ti bà bát sa thô khát thô khầm đi à chi năng. Mắt ta mạnh nghề tha bà bá sa na măng tàng à gam nít sa ti u đá bình tu ni bà tề na u đá khùm phô phi phù ra ti bà lô phù ra ti bà bá sa thô khát thô khầm ti bà khầm ti à chi năng. Phân tích con không chia làm hai phần đó, con phân tích bằng ba câu đi sư. Con phân tích câu số 1, số 2 và số 3. Mà mắt trường âm nhắn, chữ này nguy hiểm quá à. Đã trường âm nhắn mà có dấu nguyền trên đó dễ bị lầm với trường âm thông thường, ghê quá. Mắt trường âm nhắn bá đoạn âm manh trường âm nhắn nghe trường âm thông thường thá đoạn âm ba trường âm thông thường bá trường âm nhắn xá đoạn âm. Câu số 2, ná đoạn âm măng tăng hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A trường âm thông thường gá đoạn âm mít trường âm nhắn xá tí hai đoạn âm. Câu số 3, ú đá hai đoạn âm đinh trường âm nhắn đú ní hai đoạn âm ba tê hai trường âm thông thường ná đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Mắt ba mầm nghề tha bà bá sa na mầm tàng à gà mít sa ti u đá bình tu ni bà tề na u đá khùm bồ phi phù ra ti bà lô phù ra ti bà bá sa thô khát thô khầm bi à chi năng. Câu số 4, ú đá hai đoạn âm khùm âm nhắn phô trường âm thông thường, đí đoạn âm, phô trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm. Câu số 5, ba lô phô, ba trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, bá trường âm nhắn, xá đoạn âm. Câu cúng rồi, hai câu cuối cùng, phô trường âm thông thường, cá đoạn âm, phô trường âm thông thường, cầm trường âm nhắn bí đoạn âm a trường âm thông thường chí đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 4, câu 5, câu 6 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. U đa khum bồ phi phù ra ti bà lô phù ra ti bà bát sa thô khát thô khâm bi a chí năng. Mắt ba mành nghề tha bà ba sa na măng tăng à ga mít sa ti u đa bình tu ni bà tề na u đa khùm bồ phi phù ra ti bà lô phù ra ti bà ba sa thô kha thô khầm pi a chi năng. Đọc lại một lần nữa cho chắc ăn. Mắt ba mành nghề tha bà ba sa na măng tăng à ga mít sa ti u đa bình tu ni bà tề na u đa khum bồ phi phù ra ti bà lô phù ra ti bà bát sa thô
Kha thô khâm bi a chi năng. Mập đà măng nhê tha ta phát xa nà măng tăng á ca mịt xa tì. Ồ đà bình đu ni bà tê nà ồ đà khum bố phi phù ra tì. Bà lô phù ra tì bà phát xa thô khắc thô khâm bi a chi năng. Mập đà măng nhê tha ta phát xa nà măng tăng á ca mịt xa tì. Ồ đà bình đu ni bà tê na ồ đà khum bố phi phù ra tê. Bà lô phù ra tê bà bát xà thô khà thô khâm phi a chi năng. Xong rồi. Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn, người ngu chứa đầy ác, do chắc chứa dằn dằn. Đây là dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của câu kinh Pháp Cú 121. Xong rồi ta 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 ta. Rồi trời thư cho con ba cái bông hướng dương. Trời nghe thấy bông dương là con. Hồi đó trong cái đạo tràng này có một người tên Hoa Hướng Dương đó sư. Mà sư nói là ông sư đó. Bây giờ không thấy vô nữa. Trời ơi vỗ tay vỗ chân đất luôn. Con không có sai gì hết trơn không sư. Vậy là tốt rồi đó. Con xin cảm ơn sư và các quý vị Phật tử đã cho con bông qua cùng vỗ tay vỗ chân. Thôi con xuống leo xuống cho rồi để nhường cho người khác đọc bài để sư nói cầm máy ngồi trên đó làm gì trời. Dạ con xin tương lai. Dạ con kính tân lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính tân lễ sư Trí Đức, kính lễ thầy Thích Chân Tịnh. Dạ kính lễ quý bà quý cô cư nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn đền an chị Nát Ta và pháp nhân Lào Cai cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ con xin trả bài câu pháp cú số 121. Mắt ta nành nhẹ tha ta ta sa na măng tăng a ga mi sa ti u da bin du ni pa te na u da kum pho pi pu ra ti ba lo pu ra ti pa pa sa tho ka tho kam pi a chi năng. Mắt ta nành nhẹ tha ta ta sa na măng tăng a ga mi sa ti u da bin du ni pa te na u da kum pho pi pu ra ti ba lo pu ra ti pa pa sa tho ka tho kam pi a chi năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Mắt là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nành trường âm nhấn, nghe trường âm thông thường, tha đoạn âm, ta trường âm thông thường, pas trường âm nhấn, xá đoạn âm, ná đoạn âm, măng tăng hai nguyên âm, a trường âm thông thường, giá đoạn âm, nis trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, mắt ta mạnh nhẹ tha pa pa sa na măng tăng a ga ni sa tí. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Uda bin du ni pa te na uda kum po pi pu ra ti. U đá hai đoạn âm, bin trường âm nhấn, du ni hai đoạn âm, pa te hai trường âm thông thường, ná đoạn âm, u đá hai đoạn âm, kum trường âm nhấn, po trường âm thông thường, pi đoạn âm, pu trường âm thông thường, ra tí hai đoạn âm. Uda bin duni pa te na uda kum pho pi pu ra ti. Con xin phân tích câu 5 và câu 6. Ba lô pu là ba trường âm thông thường, ra tí hai đoạn âm, pa trường âm thông thường, pas trường âm nhấn, xá đoạn âm, tho trường âm thông thường, cá đoạn âm, tho trường âm thông thường, trường âm nhấn, tí đoạn âm, a trường âm thông thường, chí đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba lô pu ra ti pa pa sa tho ca tho cam pi a chi năng. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 121. Mắt ta mạnh nhẹ tha pa pa
sana mang tang agami sati udatin dunipate na udakum po pipurati palo purati papas sato kato kampi achinang. Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi mình cũng đầy tràn, người như chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Ma pa ma nye tha pa pa sa na mang tăng a ga mi sa ti Uda pindu ni pa te na uda kum po pi pura te Palo pura ti pa pa sa to ka to kam pi a chi nang Ma pa ma nye tha pa pa sa na mang tăng a ga mi sa ti Uda pindu pa te na uda kum fo pi pura te Balo pura pi pa pa sa to ka to kam pi a chi nang. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con ạ. Dạ con rất cảm ơn đạo tràng, cảm ơn sư trí đức đã post bài. Dạ, kính mời The Man. Alo, dạ, con xin kính lễ Ngài Trí Đức. Con xin kính lễ Chư Đức Tôn Ni, Tăng Ni trong đạo tràng. Con xin kính chào các cô chú trong đạo tràng. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 121. Mappamanye tapa patsana mantang agamisati uda binduni bate na uda kumpo bipurati balo burati ba patsatu katu kambi a chi nang. Con xin phân tích cách đọc câu 1 và câu 2. Mappamanye tapa patsana mantang agamisati uda bin xin lỗi. Map là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, manh là trường âm nhấn, nê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bát là trường âm nhấn, xá, ná là hai đoạn âm, măng, tăng là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, xá, tí là hai đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Uda bindu ni ba te na uda kum po vi pu rat ti. U đá là đoạn âm, bin là trường âm nhấn, đú ní là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tê trường âm thông thường, ná ú đá là ba đoạn âm, cum là trường âm nhấn, phô là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, bu là trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm. Câu 5 và câu 6. Ba lô bù rát tí ba bát sát thù cát thù cầm bí a chi năng. Ba lô bù là ba trường âm thông thường. Rát tí là hai đoạn âm. Ba là trường âm thông thường. Bát là trường âm nhấn. Xá là đoạn âm. Thô là trường âm thông thường. Cá là đoạn âm. Thô là trường âm thông thường. Cầm là trường âm nhấn. Bí là đoạn âm. A là trường âm thông thường. Chí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại nguyên bài. Mappamanye thapa patana mantang agamisati uda binduni ba te na uda kumpo bi purati ba lo purati ba patatu katu kambi a chi năng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình. Nhớt nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Dạ cho con xin phép kể. Mập ba manh nhê tha ba bạch xa na mang tăng á gà mít xa tì
Uda bindu ni ba te na uda kumpo bi burati palo burati babat sa to ka to kam bi a chi nang. Dạ, con xin xuống và xin mời vị kế tiếp. Con có sai chỗ nào xin đạo tràng sửa chữa giúp cho con. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Chân Tính. Dạ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng, cho con xin được đọc bài 121. Dạ, con cảm ơn cô Hồng Mai, dạ, cảm ơn Thế Mẫn, cảm ơn chị cô Meta. Cảm ơn cô Tôn Phúc Hải, con đã cho con biết tín hiệu. Dạ, con bài này đối với con là nó rất là khó, để con xin phép được bò dần từ từ. Mong sư và đạo tràng hoan hỉ cho con đọc chậm. Mắp ba mảnh nhẹ tha bà ba sa na mằng tăng a ga mít sa ti u đa bình đu mi đu ni pa tê na u đa cùng phô bí bù ra ti bà lô Pu ra ti ba ba sa thô ca thô cầm bi a chi nặng. Dạ, con xin được phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Mắp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, manh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ná là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Mắp ma mạnh nhẹ tha bà ba sa na măng tăng a ga mít sa tí. Dạ, con xin được phân tích câu 3 và câu 4 ạ. Ú là đoạn âm, đá là đoạn âm, bin là trường âm thông thường, đú là đoạn âm, ní là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, ú là đoạn âm, đá là đoạn âm, cung là trường âm nhấn, phô là trường âm thông thường, pí là đoạn âm, pu là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tí là đoạn âm. Con xin đọc lại câu 3 và câu 4. Uda bin dunipa te na uda kumpo pi pu ti. Con xin phân tích tiếp câu 5 và câu 6 ạ. Ba là trường âm thông thường, lô là trường âm thông thường, pu là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, tí là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, căm là trường âm nhấn, pí, cái chữ căm này là trường âm nhấn, pí là đoạn âm, a là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin đọc lại câu 5 và câu 6. Ba lô pu ra ti ba ba sa thô ca thô cầm pi a chi năng. Dạ, con xin được đọc dịch Việt. Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước giỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn, người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin được kệ. Mắp ba bành mạnh nhê thà ba ba sa na măng tăng a gà mỹ sa ti
Uda bindu ni ba te na uda kumpo pi pura ti balo pura ti pa pa sa thoka thokam pi a chi năng. Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước rọ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và kệ xong, có gì sai xin ngài chỉnh sửa cho con ạ. Con kính dâng bách xuống đến cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Con xin cảm ơn cả nhà. Dạ sa thú, cảm ơn Lào Cai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, thầy Trương Tịnh, kính lễ quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ Tuệ Duyên xin đọc và phân tích kinh Pháp Cú số 121. Dạ cảm ơn tri ân ngài. Và bây giờ Tuệ Duyên xin phân tích từ đoạn 1 đến đoạn 6. Mắt bám manh nhề thắp ba bát xá nam măng tăng à gấp mít sát tí u đắp bình đú ni pa tê ná u đắp cầm phô bí phù rát tí bà lô rát tí bà bát xá thô ca thô căng bí thô ca thô cầm à chi năng. Trường âm nhấn bá là đoạn âm, manh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, pa là trường âm thông thường, pát trường âm nhấn, xá đoạn âm, ná trường ná đoạn âm, măng trường âm giọng nguyên âm, tăng trường âm giọng nguyên âm, a trường âm thông thường, gá đoạn âm, mít trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Đoạn 3. U đá hai đoạn âm, pin trường âm nhấn, đú ní hai đoạn âm, ba tê hai trường âm thông thường, ná đoạn âm. Đoạn bốn. U đá hai đoạn âm, cung trường âm nhấn, phô trường âm thông thường, bí đoạn âm, bu trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, ba lô bu ba trường âm thông thường, rá tí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, xá đoạn âm, thô trường âm thông thường, cá đoạn âm, thô trường âm thông thường, căm trường âm nhấn, bí đoạn âm, a trường âm thông thường, chí đoạn âm, năng trường âm giọng nguyên âm. Mát bán mình nhẹ tắp bà bát xá nam măng tăng à gặp mi sơ tí u đắp bình đu u đắp bình đu ni bà tê ná u đắp cầm phô bi phô ra tí bà lô phô ra tí bà bát xá thô ca thô cầm bi à chi năng. Bây giờ tự nhiên xin kể. Ma ba man ye ta pa pa sa na mang tang a ga me sa ti u da bin do ni pa te na u da kum po pi pu ra ti pa lo pu ra ti pa pa sa tho ka tho kam
bi a chi năng chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn, người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần. Phổ thư Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, đại duyên đã phân tích và kệ. À, nếu có sai xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Và bây giờ đã thấy tín hiệu của cô Phúc Hạnh. Dạ, kính mời cô. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Thức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Thế Chân Tịnh. Con thành kính đảnh lễ Chư Tăng trong Đạo Tràng. Kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Kính chào Đạo Tràng. Sau đây con xin đọc câu Pháp Cú số 121. Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai Pháp Nguồn Lào Cai đã cho biết tín hiệu. Cảm ơn Đạo Tràng đã cho biết tín hiệu. Mappa man nhê tha bà bát sa na măng tăng a ga mi sa ti u đa bình du ni bà tê na u đa cùng bồ bồ phổ bi bù ra ti bà lô bù ra ti bà bát sa thô ca thô cầm bi a chi năng map ba màn nhề tha bà bát sa na măng tăng a ga mi sa tí. Map là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, man là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Câu số 2. Ná là đoạn âm, măng tăng là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm. Câu 3 và câu 4. Uda bình du ni bà tề na uda cầm phổ bi bù ra tí. Ú đá là hai đoạn âm, bin là trường âm nhấn, đú ní là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, ba t là hai trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Ú đá là đoạn âm, cung là trường âm nhấn, bô là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, bu là trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm. Câu 5 và câu 6. Ba lô bu rá tí ba bát sa thô ca thô cầm bi a chi năng. Ba lô bu là ba trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, cá thô, cá là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, câm là trường âm nhấn, bị trường âm nhấn, bí là đoạn âm, a là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Ma ba man nhề tha ba ba sa na măng tăng a ga mi sa ti u da bin du ni ba tề na u da cầm phổ bi phụ ra ti ba lô bù ra ti ba ba sa thô ca thô cầm bi a chi năng. Ma ba man nhề tha ba ba sa na măng tăng a ga mi sa ti u đa bình du ni bà tề na u đa cùng bồ bi bù ra ti bà lô bù ra ti bà bát sa thô ca thô cầm bi a chi năng.
chế chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Ma ba man nhê tha ba ba sa na mang tăng a ga mi sa ti u da bin du ni pa te na u da com bo bi bu ra ti ba lo bu ra ti ba ba sa tho ka tho cam bi a chi năng. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong, con có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống bếp, xin mời vị tiếp theo. Con xin cảm ơn Ngài đã bốt bài. Con kính bảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính bảnh lễ Ngài chứng đức, quý thầy, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 121. Mắt pháp mạnh nhì tha bà thanh sa na mặn tăng a ga mi sa ti u đa bình du ni bà tê na u đa khum po phi phu ra ti bà lô phu ra ti bà phá sa thô ca thô cấp thô cầm phi a chi năng. Con xin phân tích câu 1 và 2. Mắt pháp mạnh nhẹ tha bà pháp xa na bằng tầng a các mít sa tí. Mắt trường âm nhẫn, bá đoạn âm, mạnh trường âm nhẫn, nhẹ trường âm thông thường, thá đoạn âm, ba trường âm thông thường, pháp trường âm nhẫn, xá, ná hai đoạn âm, mạnh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a trường âm thông thường, giá đoạn âm, mít trường âm nhẫn, xá tí hai đoạn âm. Mắt ta mạnh nhẹ tha bà phát xá na mạnh tăng a gáp mít xá tí. Câu 3 và 4. U đá bình chú ni bà tê na u đá khùng phô phí phù đá tí. U tả hai đoạn âm, bình trường âm nhẫn, chú ní hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm, út đá hai đoạn âm, khung trường âm nhẫn, phô trường âm thông thường, tí đoạn âm, phu trường âm thông thường, giả tí hai đoạn âm. U đá bình chú ni bà tê na u đá khung bồ phê phù la tí. Câu 5 và 6. Bà lô phù la tí bà phát sát, thô khát thô cầm tích a chi năng. Ba trường, ba lô hai trường âm thông thường, phu trường âm thông thường, lá tí hai đoạn âm, pa trường âm thông thường, phát trường âm nhẫn, xá đoạn âm, thô trường âm thông thường, cá đoạn âm, thô trường âm thông thường, thâm trường âm nhẫn, tí đoạn âm, a trường âm thông thường, trí đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pa lô phu lá tí pa phát xá thô ca thô cầm phi a chi năng. Mắt ta mạnh nhẹ tha bà phán sa na mạnh tăng a ga mi sa ti u đa bình du ni pa tê na u đa khum phô phi phu ra ti pa lô phu ra ti pa phán sa thô ca thô cầm phi a chi năng. Chế chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mam pa man ye tha pa phan sa na mang tang a ga mi sa ti u da bin du ni pa te na u da kum po pi phu ra ti ta lo phu ra ti pa phan sa thô ca thô cắm thì a chi năng. Dạ, khi con đã đọc xong, con có sai xin Ngài và đạo tràng chỉ dùm cho con. Con kính tri ân Ngài và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp.
Dạ, Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Ân Đức Phật Bảo. Con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp Bảo. Con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư. Con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 121. Mắt ba mạnh nhẹ tha bà bát sa na mạng tặng à ga mi sa ti u đa bình đu ti. Con xin đọc lại. Mắt ba mạnh nhẹ tha bà bát sa na mạng tặng à ga mi sa ti u đa bình đu ni bà tê na u đa cụm bồ bù bi bồ đa ti bà lồ bồ đa ti bát sa thô ca thô cầm bi à chi năng. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2. Móc trường âm nhấn, bá đoạn âm, manh trường âm nhấn, nhề trường âm thông thường, thá đoạn âm, ba trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, xá ná hai đoạn âm, măng tăng hai trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. A trường âm thông thường, gá đoạn âm, mít trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Mắt ba mành nghề tháp bà bát xá nạ mằng tặng à gác mít xá tí. Dạ, con xin phân tích câu 3, câu 4. Ú đá hai đoạn âm, biên trường âm nhấn, đú ní hai đoạn âm, ba tê hai trường âm thông thường, ná ú đá ba đoạn âm, cung trường âm nhấn, hồ trường âm thông thường, bí đoạn âm, bu trường âm thông thường, trá tí hai đoạn âm, ba lô hai trường âm thông thường, bu không có phân tích tới đâu rồi. Dạ, con đọc lại câu 3, câu 4. U đa bình đu ni bà tê na u đa cùm bồ bi bồ trá tí. Dạ, con sẽ phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Ba lô bù, ba trường âm thông thường, trá tí, hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, bát trường âm nhấn, xá đoạn âm, thô trường âm thông thường, cá đoạn âm, thô trường âm thông thường, căm trường âm nhấn, bí đoạn âm, a trường âm thông thường, chí đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bà lô bù trá tí bà bát sa thô ca thô cầm bí a chí năng. Dạ, con đọc lại nguyên bài. Mắt ba mạnh nhẹ tha bà bát sa na mạng tặng à gác mít sa ti ô đa bình đu ni bà tê ô đa cùng bồ bi bồ đa ti bà lồ bồ đa ti bà bát sa thô ca thô cầm bi à chi năng. Dạ, con đọc lại. Mắt ba mạnh nhẹ tha bà bát sa na mạng tặng à gác mi sa ti u đa bình đu ni bà tê na u đa cùng bồ bi bồ đa ti bà lồ bồ đa ti bà bát sa thô ca thô cầm bi à chi năng. Dạ, con xin kể. Mắt ba mạnh nhẹ tha bà bát sa na mạng tặng à gác mi sa ti ô đa bên đô ni ba tê na ô đa cùm bô bì bô đa tì ba lô bô đa tì ba bàn xa thô ca thô cầm bì a chi năng. Dạ, con xin đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn, người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Dạ, con đọc phân tích và kể xong. Có chỗ nào sai con xin kính quý sư, quý cô, tu nữ, quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai. Dạ, con xin cho mít lại cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo ạ.
Để ba ngô tâm bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, có vị nào cầm mic không ạ? Dạ, cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, cảm ơn cô Metta. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Phúc Hạnh. Con tu nữ Như Pháp thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức. Tây Đức, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ với bà, với cô nữ, Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, Như Pháp kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, nhân con vào và con không nghe âm thanh nên con xin cầm mic. Dạ, hình như Đại Đức Tây Đức cũng mới vừa quan âm vào đạo tràng. Dạ, nếu như con đang trước máy, con cung thỉnh sư có thể ôn bài câu pháp kinh cố kinh số 121 ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Đại Đức Tây Đức ạ. Dạ, cảm ơn Cơ Đà Mèn, lâu lắm mới gặp Cơ Đà Mèn nha. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không Phật sư? Nếu sư nghe được âm thanh con và sư có thể cầm mic thì cho con xin một tín hiệu và con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa Trí Đức cùng chư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Pháp Cú câu số 121. Mắt băm mình nhề thấp bà bát xá. Nam măng tăng a gam mít sát tí u đắc tình đu ni pa tê ná u đắc cùm phô pi pù ra tí pa lô pù ra tí pa bát xá thô cách thô cầm pi a chi năng. Chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt rồi mình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ.
ma pa ma man ye tha pa pa sa namang tang agami sati uda ping du ni pa te na uda kum pho pi purati pa lo purati pa pa sa thoka thokam pi a chi năng ma pa man ye tha pa pa sa namang tang agami sati udaping dunapatena urakumpho pipurati palo purati papasa thoka thokampi achinang mappamanye thapapasa namang tang agami sati Uda pingdung nipatena Uda kumpho pipurati Palo purati papasa Thoka thokam pi achinang. Dạ con xin hát ạ. Con xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, sa thủ lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tề Đức. Dạ, đã từ bi ông Mai Cao Phước Quốc Kinh số 121. Dạ, như Pháp mến chào Quang Thanh. Quang Thanh có ông bài không thì đưa bàn tay lên. Tại vì lúc nãy như Pháp vào thì không thấy Quang Thanh cầm mic không ai nghe. Nên như Pháp vào để cầm mic. Với lại nữa, như Pháp có chút thời gian cũng như không thấy có Như Quang và đạo tràng nên là Như Pháp chạy vào. Rồi mời Quang Thanh nha. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Dạ, con cáo ông cô Nhật, cô Tư Nữ Như Pháp đã cho con biết tín hiệu. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức và Đại Đức Tuệ Đức và sư thầy Thích Chơn Tịnh và Đại Đức Tăng. Con kính quý sư hiện đạo tràng, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Pháp, cô tu nữ Phúc Hạnh và cô tu nữ Tuệ Duyên. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Chàng, con xin câu phú 121. Ma ba mành nhề tha bát sa nam mằng tăng a gamit sa ti u đa bình du ni ba tê na u đa cùng phù bi bù ra ti ba lô bù đắt sa thô ca thô cầm bi a chi ma chi năng ma ba mạnh nhề tha bà bát sa na mằng tăng a ga mi sa ti u đa bình du ni bà tê na u đa cùng phù bi bù ra ti bà lô bù ra ti bà bát sa thô ca thô ca thô cầm bi a chi mằng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ma ba mạnh nhề tha bát tha bà bát sa na măng tăng a ga mi sa ti. Máp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, manh là trường âm nhấn, nhê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ná là đoạn âm, măng là trường măng tăng là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, mít là trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Ma ba mành nghề tha bà bát san nama namang tăng agamit sati. Câu 3 và câu 4. Uda bin duni ba te na uda kum pho bi bu ra ti ba lo. Burati bát sa
là đoạn, ú đá là hai đoạn âm, bin là trường âm nhấn, đú ní là hai đoạn âm, ba là trường, ba t là hai trường âm thông thường, ná ú đá là ba đoạn âm, cung là trường âm nhấn, phô là trường âm thông thường, bí là đoạn âm, bu là trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm. U đa bin đu ni bà tê nu đa cùm phô bi bù ra tí. Câu 4 và câu 5. Bà lô bù ra tí bát sa thô ca thô cầm bi a chi măng. Ba lô là hai trường âm, ba lô bu là ba trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, thô là trường âm thông thường, căm là nhấn, bí là đoạn âm, a là trường âm thông thường, chí là đoạn âm, măng, năng là giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Ma ba mạnh nhề tháp bà bát sa na măng tăng a ga mi sa ti u đa bin đu ni bà tê na na u đa cùm phù bi bù ra ti bà lô ba bù ra ti bát sa thô ca thô cầm bi a chi măng. Ma ba mạnh nhề tháp bát sa na măng tăng a ga mi sa ti u đa bin đu nu ba tê nê na đu na u đu đa cùm phù bi bù ra ti ba lô bù ra ti ba sa thô thô ca thô cầm bi a chi năng. Chớ khinh, chớ chê khinh điều ác cho rằng chưa đến mình, như nước giỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Mà bánh nhê, mà bánh, mà ba manh nhê, thả ba bát xa, nà măng tăng a, gà mít sa ti. U đa bin đu ni ba tê na, u đa bin khô bịt bù ra ti, ba lô bù ra ti ba bát sa, thô ca thắp cam bì a chi năng. Mam ba manh ye tha ba bát sa, na măng tăng a gà mít sa ti, u đa bin đu ni ba tê na, u đa cung phô bì bù ra ti, ba lô bù ra ti ba bát sa, thô ca thăm cam bì a chi năng. Dạ con đã đọc xong, con có sai mong ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic, con kính mời vị kế tiếp ạ. Sa thủ, sa thủ sĩ Quan Thành. Sức khỏe không tốt, nhưng mà cái tốt của sĩ Quan Thành là phân tích trường âm, đoạn âm chính xác. Về dụng kinh, về dụng thể thì cũng ảnh hưởng do sức khỏe à, quý vị hoan hỷ. Còn nói chung là hôm nay bài này hơi dài, nhưng mà quý vị thể hiện rất là tốt, vị nào đọc cũng hay à, rất là hoan hỷ. Rồi, thời gian cũng không còn bao nhiêu, bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa tự vựng. Và trước khi đi vào ý nghĩa từ vựng thì chúng tôi xin lặp lại cách đọc của trường âm, đoạn âm và cách đọc của dòng kệ. Mỗi lần như vậy chúng tôi đọc hai lần ha, để quý vị ôn lại nha. Để tìm cái bài học đã, quý vị chờ chút. Mọc
Pamanye Thapa Pasana Mantang Agamishati Udapin Duni Bate Nampo Pipu Ratipa Lopu Ratipa Pasato Kato Kam Via Chinang Mappamanye Thapa Pasana Mantang Agamishati Udapin Duni Bate Udakumpo Pipu Ratipa Lopu Ratipa Pasato Kato Kam Via Chinang Mappamanye tha ba pa sa na man tang a ga min sa ti u da bin lu ni ba pa te na u da kum pho phi pu ra ti ba lo pu ra ti ba pa sa tho ka tho kam Bi a chi nang Mappamanye tha ba pa sa na man tang a ga min sa ti u da bin du ni ba te na u da kum pho phi pu ra ti ba lo pu ra ti ba pa sa tho ka tho kam bi a chi nang chớ dễ khinh điều ác cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn người ngu chứa đầy ác do chấp chứa dần dần. À, bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa tự vật. Câu mật tự vật 121. Mappamanye thapa passa. Mappamanye thapa ba passa. À, câu này tại sao mà quý vị thắc mắc tại sao ông đọc là ma mà đọc là mắt? Ở đây nói về văn phạm, chữ ma nó đứng riêng ở ngoài thì chúng ta đọc là ma, nhưng mà nó đi chung với ba manh nhề tha, cái động từ này thì phải thêm một chữ b nữa, cho nên chúng ta đọc là móc. Đọc ma nó cũng là trường âm, cũng đúng thôi, nhưng mà chữ ma khi nào nó không dính liền với ba manh nhề tha thì chúng ta đọc là ma ha. Còn nó dính liền với ba manh nhề tha thì phải có một chữ B nữa. Đây là cái quy luật của văn phạm, lô cô và sanh thí, xóa và ráp chữ. Vậy thì ở đây chúng ta phải đọc là móc mà, chứ không nên đọc là ma ha. Mặc dù nó là trường âm nhấn, trường âm thông thường ha. Vậy thì chữ ma này có ý nghĩa là gì? Ma có nghĩa là đừng, lỡ là không. Ma có nghĩa là đừng, chớ không. Rồi Pamanye tha, đây là một động từ số nhiều. À, do cái căn ngữ manh. Pamanye tha có nghĩa là nên chê khinh, nên xem thường, nên coi thường. À, nên coi thường, nên chê khinh, nên xem thường. Vậy thì có chữ ma ở phía trước, có chữ móc ở phía trước, là không nên xem thường, không nên coi thường. Không nên xem thường. Mà xem thường cái gì? Ba bát sa,
Chữ ba ba sa do cái từ ba ba, do cái từ ba ba, mà ba ba ở đây nó là một danh từ trung tính. Ba ba được chia theo sở hữu cách số ít, sát thí, quỷ phát thí, e cao quá trình ha. Cho nên ba ba biến thành ba ba sa, ba ba sa của việc ác, của việc xấu. Ba ba sa là của việc ác, của việc xấu. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2. Cái hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Nam măng tăng à găm ít sá tí. Nam măng tăng à găm ít sá tí. Ná có nghĩa là không, cũng giống như chữ ma ở trên, có nghĩa là không, chết ha. Rồi chữ măng ở đây do cái đại từ a hằng, a hằng, nhưng mà chữ măng này nó được chia theo đổi cách số ít, đối trị giao quy phát thị e câu quá trình ha. Cho nên a hằng biến thành măng, măng có nghĩa là đến tôi, đến ta. Măng đến tôi, ta. Rồi chữ tăng là một đại từ tá, một đại từ trung tính. Nhưng mà đại từ tá này cũng được chia theo đổi cách số ít, đối trị giao quy phát thị e câu quá trình á. Cho nên chữ tá biến thành tăng, tăng có nghĩa là việc đó, tăng là việc đó. Rồi sang nữa a gamisati, động từ a gamisati, động từ, đây là một cái động từ số ít ha, về tương lai, mà do cái căn ngữ là gam, mà do động từ số ít là gachati là đi. Nhưng mà ở đây nó trong cái thì tương lai số ít, cái mystery là sẽ đi đến hay là sẽ xảy ra, sẽ đi đến hoặc là sẽ xảy ra. Thôi thì câu 1, câu 2 cho chúng ta một ý nghĩa như thế nào. Mất và mạnh nhề tháp và phát xa nó mạnh tầng à gâm ít sạch tí. Chứ xem thường việc ác, điều ấy sẽ không xảy đến cho ta. Chứ xem thường việc ác, điều ấy sẽ không xảy đến cho ta. Rồi, bây giờ câu 3, câu 2. Uda bình đô ni bà tề na uda cùm phù phi phù ra tì. Câu 3. Uda bình đô ni bà tề na. Chữ uda bình đô ni bà tề na, chữ uda, nó là một danh từ trung tính. Ác răn tâm cùng sắc tự lình ga. Uda có nghĩa là nước. Bình đu nó là một danh từ nam tính. Áp u karan ta phung linh ga, bình đu có nghĩa là giọt, giọt. Thì u đa bình đu là giọt nước ha, giọt nước. Rồi ni ba tê na, ni ba tê na do cái từ ni ba ta. Ni bà ta nó là một danh từ nam tính, ác rần tháp cùng linh ga. Ni bà ta do cái động từ ba tập tí, tức là rơi xuống, nhỏ xuống. Thì ni bà ta được chia theo sở định cách số ít, tức là
ta tỳ gia hủ pháp tỳ các quá trình na ni bà ta nó biến thành ni bà tề na. À, ni bà tề na là nhỏ xuống. À, vậy thì ở đây có nghĩa là Udapin Duni Bà Tề Na, do sự nhỏ xuống của từng giọt nước hay là bằng từng giọt nước, bằng từng giọt nước nhỏ xuống. Rồi, xong chưa? À, do sự nhỏ xuống từng giọt nước. Rồi, xa thu. Rồi, câu số 4. Uda cung phù phi phù ra tí. Uda cung phù, uda là nước ha. Cung phù do cái từ cung phát. Cung phát nó là một danh từ nam tính. Akran ta phùng lần gã. Nhưng mà cung pha đây đến làm chủ từ số ít. À, chủ từ số ít là Pathama Nghe Câu Quách Chá Náu Phá Thí. Cho nên cung pha biến thành cung phô. Vậy thì Uda Cung Phô, à, Uda Cung Phô là cái bình nước. Uda Cung Phô là cái bình nước. Uda cung phô cái bình nước. Phí là ngay cả cái bình nước. À, phí là ngay cả. Và uda cung phô phí là ngay cả cái bình nước. Và động từ phía sau phù ra tí. À, phù ra tí dòng từ số ít này có nghĩa là làm cho đầy, làm cho đầy hay là đầy tràn ha. Vì thì Uda Cung Phô Phi Phù Ra Thi, ngay cả bình nước đầy tràn. À, ngay cả bình nước đầy tràn. À, nhưng mà câu số 5, à, hai câu số 3, số 4, à, bổ sung cho nhau ha. Uda bình du ni bà tề na uda cùm phù phi phù ra tị. À, câu 3, câu 4 ha. Bình nước cũng được tràn đầy do sự nhỏ xuống của từng giọt nước. À, câu 3, câu 4 ha. Bình nước cũng được tràn đầy do sự nhỏ xuống của từng giọt nước. Uda bình du ni bà tề na uda cùm phù phi phù ra tị. Là hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Bình nước cũng được đầy tràn do sự nhỏ xuống của từng giọt nước. Rồi bây giờ qua câu 5, câu 6. Ba lô pù ra tí bà phá xa. Ba lô pù ra tí bà phá xa. Chữ ba lô. Ba lô do cái từ ba lá. Nhưng mà ba lá ở đây được đứng làm chủ từ. À, Pathama Ekavachana Vipatti. Cho nên ba lá biến thành ba lô. Ba lô là kẻ ngu, kẻ ác. Kẻ ngu, kẻ ác. Rồi pu là tí. À, ở trên chúng ta thấy đầy tràn hay là làm cho đầy. Pu là tí, đầy tràn hay là làm cho đầy. À, rồi pa passa, pa passa thì ở trên chúng ta cũng thấy là của việc xấu, của việc ác, do cái từ pa pa ở đây được chia theo sở hữu các số ít sát thí quy pháp tỳ ekavacana. Pa pa sa của việc xấu, của việc ác.
Rồi, thêm câu số 6 nữa để bổ sung ý nghĩa cho câu số 5. Thô ca thô cầm bi a chi năng. Thô ca thô cầm bi a chi năng. Chỉ thô ca là chút nhỏ, nhưng mà nó đi chung với nhau, thô ca thô ca. Nhưng mà được chia theo đối cách số ít đối tỷ giao phát đi ai cao quá chẳng á. Cho nên thô cá biến thành thô căng. Thô cá thô căng là từng chút, nó giống như một cái thành ngữ một, từng chút, tức là tích hiểu thành ra, từ từ rồi nó cũng như chút rồi nó cũng trở thành ra lớn ha. Thô cá cứ nghe chút nhỏ, nhưng mà ở đây dịch là từng chút. Thô cầm chữ phí cứ nghe là ngay cả từng chút. Rồi, chi năng đây là một hiện tại phân từ, ý nghĩa tiếp lần ngữ của nó là hướng về xung quanh, căn ngữ chi có nghĩa là tập hợp chất thành đống. Vậy thì nó được chia theo đối các số ít đối tỷ giao phát triển cái câu quan trình á, cho nên biến thành chi năng là trong khi tích lũy, trong khi thu thập chi năng. Vậy thì ở đây câu 5 câu 6 ba lô phù gác thi bà ba sát thù gác thù cầm vi à chi năng. Ba lô phù gác thi bà ba sát thù gác thù cầm vi à chi năng. Kẻ ngu càng việc ác, trong khi tích lũy việc ác dù chỉ từng chút. Kẻ ngu ngập tràn việc ác, trong khi tích lũy dầu chỉ từng chút. Là câu 5 câu 6. Alo, xong chưa? Câu Phật ngôn 121. Cho chúng ta ý nghĩa, chứ xem thường việc ác, điều ấy sẽ không xảy đến cho ta. Bình nước cũng được tràn đầy do sự nhỏ xuống của từng giọt nước. Kẻ ngu ngập tràn việc ác, trong khi tích lũy chỉ từng chút. Chứ xem thường việc ác, điều ấy sẽ không xảy đến cho ta. Bình nước cũng được tràn đầy do sự nhỏ xuống của từng giọt nước. Kẻ ngu ngập tràn việc ác, trong khi tích lũy dù chỉ từng chút. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: nước rơi giọt giọt thôi, lâu ngày chạy tháng đến hồi tràn lưu. Chút việc ác, mặc dù ngày qua tháng lại người ngu ác đầy. Nước rơi từng giọt thôi, lâu ngày chạy tháng đến hồi tràn ru. Chút việc ác, mặc dù ngày qua tháng lại người ngu ác đầy. Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ ngũ ngôn chết chê kinh điều ác, cho rằng chưa đến mình như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy, người ngu chứa đầy ác do chất chứa dần dần.
chết với khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Rồi, phần ý nghĩa từ vựng đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ nghe duyên sự. 6 giờ 5 phút rồi, còn 25 phút nữa thôi. Trong duyên sự, quý vị có ý kiến tại sao câu Phật ngôn này nó có những cái điều như vậy ha? Câu Phật ngôn 121. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, thì Ngài đã đề cập đến một vị tỳ kheo không biết quý trọng tăng sản. Tăng sản ở đây tức là tài sản của chư tăng ha, của tầm bảo, gọi là tăng sản, những vật dụng phát sinh trong trong chùa. Một vị tỳ kheo sau khi dùng xài tăng sản những đồ vật của chư tăng như là giường, ghế, rồi những vật dụng phát sinh lên trong tam bảo, thì thường thường sử dụng xong thì bỏ luôn những vật đó ở bên ngoài, bị mưa nắng làm cho hư hoại, hay là làm bị mối mọt đục khoắt, rồi đồ đạc bị hư hao. Chư tăng thấy vị này sử dụng mà không có ý bảo quản, cho nên mới nhắc nhở vị đó. Này đạo hữu, đồ đạc dùng rồi thì đạo hữu nên đem đi cất cho đàng hoàng tử tế, để rồi sau này mình còn có để mà xài nữa chứ. Khi nghe như vậy thì vị tỳ kheo này mới cãi lại, nói rằng: Này chư đạo hữu, việc tôi làm thật là nhỏ nhen, đó là một cái chuyện mà tâm thương. Đồ đạc đó không có tâm, chúng vô tâm mà. Nói như vậy, rồi vị tỳ kheo đó vẫn tiếp tục như cũ, vì cho rằng những cái vật dụng đó vô tâm. Chư tăng mới thấy hành động của vị này làm hư hao đồ đạc của chùa, cho nên mắc lại với Đức Phật. Đức Phật mới cho gọi vị tỳ kheo đã đến và hỏi rằng: Này tỳ kheo, nghe nói thầy đã làm như thế, phải chăng? Vị tỳ kheo này không đáp ngay câu hỏi của Đức Phật, mà lại chống chế rằng: Bạch ngài, việc đó có gì đâu, việc làm của con nhỏ nhen quá mà. Thì dĩ con coi thường đồ đạc là vì chúng không có tâm, chúng là vật vô tâm mà. Đức Phật mới dạy: Các vị tỳ kheo không nên làm như vậy. Cái nghiệp ác dù là nhỏ nhen cũng không nên coi thường. Giống như cái bình mà không để nắp để ngoài trời, dầu rằng một giọt nước nhỏ nhen không làm đầy cái bình được, nhưng mà nếu trời cứ mưa đi mưa lại mãi thì cái bình sẽ tràn đầy nước mưa. Kẻ mà đã tạo ác nghiệp như thế, cứ ngày một hai lần, rồi lần lần các cái nghiệp ác lớn nhỏ sẽ chồng chất dồn lại, sẽ trở thành một đống lớn. Đó, rồi Đức Phật ngài thuyết lên câu Phật ngôn 121 này để đọc lại cho Sĩ Hà nghe nhé. Sĩ Hà đi học trễ hoài. Rồi Sĩ Hà nghe câu Phật ngôn 121. Mập mà mập mình nhẹ tháp bà phá sanh nắp mình tầng a gam ít sơ ti u đa bình tu ni bà tề na u đa cùng phù phi phù ra ti bà lô phù ra ti bà phá sát thù ca thù cầm bi a chi năng chứ kinh điều án cho rằng chưa đến mình. Như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Và khi chấm dứt câu Phật ngôn này, rất nhiều chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Vì nhân dịp này Đức Phật mới ban hành học giới
tỷ khưu nào sử dụng tăng sản như giường ghế, khi ra đi không xếp cất lại cẩn thận thì phạm phải ưng đối trị ba chi kỳ giá. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng giường chiếu của tăng cứ mượn xài, khi đi bỏ cả ở bên ngoài. Tăng khuyên viện cớ rằng lỗi nhỏ chẳng đáng lưu tâm nhắc nhở hoài. Phật dạy đừng tin lỗi nhỏ nhen, phạm đi phạm lại biết thành quen. Giọt mưa tuy nhỏ bình tuy lớn, nhiễu mãi đầy bình việc chẳng hề. Như vậy câu Phật ngôn 121 duyên sự chúng ta đã trình bày xong. Và với duyên sự này chúng ta hay nghe nói đồ của chùa ha, đồ của chùa cho nên cứ xài thoải mái, bởi vì mình đâu có bỏ tiền ra mua đâu ha. Quý vị khi mà đi được ăn tiệc một bạn bè họ đãi mà mình không bỏ tiền ra, mình không bỏ tiền ra mà được ăn uống phủ phê, thì cái từ ồ hôm nay được ăn chùa rồi quý vị khi mà xài dùng những cái vật người ta họ đưa họ tặng họ cho mà mình không mất của cái, mình không mất một đồng xu nào hết, thì gọi là xài đồ chùa. Vậy thì cái từ chùa, quý vị thấy như cái vị tỳ khưu này sử dụng, mình Đức Phật còn la nữa, phạm vào học giới ưng đối trị, tức là sử dụng đồ chùa, đồ của chư tăng mà không có sự gìn giữ thì phạm giới. Còn bây giờ đối với chúng ta ha, khi mà mình không bỏ tiền ra được hưởng những cái gì mà sung sướng bên ngoài người ta đem đến cho mình thì gọi là của chùa thì sao? Cái từ chùa này quý vị có ý kiến sao? Ở đây vị tỳ khưu này cũng nghĩ rằng đấy là của chùa cho nên xài một cách là vô tâm, xài một cách vô tư nhé, xài đâu quen đó, dục bỏ luôn, không có gì giữ, không cất giữ, thì vị tỳ khưu này cũng gọi là xài của chùa, nhưng mà nói xài của chùa bị Đức Phật ra rồi nói rằng ai mà bất giới tới vị này thì sẽ phạm giới ưng đối trị và chi tỳ giá. Thì như vậy của chùa cũng bị la nữa, huống gì quý vị mà dùng cái từ mà đi ăn chùa, đi uống chùa, tội cho những người chưa được nghe Phật ngôn hả? Chính vì vậy cho nên họ có một cái sự giải đãi, có một cái sự coi như phóng dật, có một đường nói rằng ông chùa gọi Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành cổng Phật đi chơi. Tại sao nhỉ? Họ nói của chùa mà, bởi vì trong cái sự lăng la quen biết, trong cái sự gần gũi thân cận đến chùa thường, biết là trong chùa nó có bao nhiêu người ha, biết rằng chỗ đó nghe là có bảo vệ cẩn thận, chỗ đó có sự gìn giữ, chỗ đó là lơ là. Ví dụ lên trên điện là một cái chỗ mà lễ bái thường xuyên ha, lễ bái thường xuyên thì người ta ra, người ta vô, niềm tin người ta vô lễ Phật. Nhưng mà lễ Phật rồi thấy ông Phật ngồi im ha, thấy ông Phật ngồi im, ông Phật nhỏ nhỏ gọn gọn đẹp bằng đồng bằng vàng gì đó không biết, nhưng mà họ thấy họ thích, mà cái thích này là một cái thích bậy bạ, thấy đẹp, thấy ngộ ngộ là họ giác rồi chôn cái tượng Phật. Đến được Phật là đi đâu? Đi ra chợ.
trời là coi như bị mất cái này, bị mất cái kia. Bởi vì họ đến chùa thường xuyên nên họ biết cái giờ giấc nào, như thế nào, thế nào. Thì cái câu nói gần chùa gọi Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành, cõng Phật đi chơi, đi ra chạy trời. Thì bây giờ cái vị tỳ khưu mà không có cái tâm gìn giữ cho tâm bảo, ồ, mình vô hành chỉ trong mắt chùa cửa nó đàng hoàng, nhưng mà cái từ luôn luôn đóng cửa, có chuông thì bấm tiếp xúc rồi, nhưng mà người lạ xin lỗi đứng ngoài nghe, không có sát lại gần nghe. Bởi vì sao? Mình mà thân mật với người ta, tới gần người ta, coi chừng mất dịch. Mình đâu có biết họ là ai. À, dẫu có thân quen nữa, đứng xa xa một chút. À, tới gần thì xin lỗi, không cho vô cổng. Mình đi ra thì có một bầy chó theo ông bảo vệ. Nếu mà thấy mình coi như nhỏ con hoặc là già cả nó khống chế, thì sao? Mình phải thủ trước nhé. Ê, đứng ra ngoài, muốn gì nói. Nhưng mà mình thấy rằng lạ là xin lỗi. Bởi vì cái mùa này cái dịch tràn lan, mình phải lo bảo vệ cho chính mình. Chứ đừng có nghĩ người ta tới chùa, cái thiện tâm của họ, nhưng mà phải tùy lúc. Chứ mình mà dễ dãi tiếp xúc thường xuyên nguy hiểm lắm. À, Phước Quang bị rồi hả? Vào ngày rằm tháng tư mở cửa xá lợi, thế là ẩm ông Phật đi mất. Đó, trời ơi, chưa nói mà cô tu nữ Phúc Hạnh đã khai rồi, khổ thiệt. Này quý vị thấy, ông Phật cũng đâu có yên đâu. Hồi thời kỳ Đức Phật mà còn tại thế, bị nàng chính cha vô chửi xấu xả. Rồi Mai Gần đi già, ngài đi thất thực cũng chửi xấu xả. Nay ông Phật mà còn khổ nữa. Cho nên có câu nói từ bi, hai chữ từ bi. Phật còn lâm nạn huống chi tụi mình. Bây giờ thì khổ quá trời, mất dịch tràn lan. Thì quý vị thấy mình phải có một cái sự gìn giữ và bảo vệ. Mà gìn giữ và bảo vệ cho chính mình, chứ không phải nghĩ rằng ồ đồ chùa rồi bất cẩn. Đó, nói hoài đâu có nói có được. Quý vị nghĩ sao về câu Phật ngôn 121 này? Rồi, xin ngài bàn tay có ý kiến. Xà thú xích nhà cô tụ nữ nhiều pháp. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, như pháp kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tể Duyên. Như pháp kính chào đạo tràng. Dạ, trước nhất thì con xin sám hối trước. Dạ. Dạ, con sám hối trước để con không lỡ có bồ thường nó đánh con, không bị hối hận. Dạ, là 3 giờ á, con lo mở room cho ngài rồi. Tại vì ngài không mở room được, nên con mở room con để bài băng của sư Tại Khanh. Dạ. Rồi con sớm xa sớm sát á, con không mở room Phật giáo Nam truyền, mà lại con mở room Pháp Cú Kinh. Rồi con thấy
có cái đích hiển mộng vào thì con nghĩ nghe tốt rồi, con đi, con không có nhìn lên cái bảng rùm. Dạ, thì con yên tâm, con lo công việc. Tới lúc cô Metta nhắn con là giờ này ngài chưa mở rung. Ô, con quảng hồn, con chạy lại. Thì ra là con mở rung pháp cú. Nên con lật đật, con đóng cái rung pháp cú, con mở cái rung nam truyền. Và con thỉnh ngài vào. Dạ, con xin sám hối, đây là cái tội con dễ vui. Dạ, không có chú tâm vào công việc hiện tại của mình. Con xin sám hối với ngài và xin sám hối với đạo tràng. Mong ngài và mong quý ngài và đạo tràng hoan hỷ cho con. Xa tội lỗi của con là tội dễ vui. Và con cũng xin chia sẻ cái câu là xài đồ chùa. Dạ, hồi trước mình chưa có học thì mình nghĩ là xài đồ chùa là không có tốn tiền, mình xài thoải mái. Nhưng mà khi mà mình có học rồi thì mình phải biết đồ chùa xài nó nặng lắm luôn. Nếu mà mình xài thoải mái thì nghiệp mình sẽ mang rất là nặng nề. Nên khi mà mình xài đồ chùa thì mình phải cẩn thận, chứ không thì đừng nghĩ là của chùa. Tại hồi trước kia con là Phật tử, mỗi một cái lễ Tết con phải giữ cái cây mai ở tỉnh xã Ngọc Quyển, giữ ghê lắm mà cũng không thoát khỏi được những cái bàn tay đi xin lọc. Thì hồi đó cũng không biết gì, chỉ biết đứng mình giữ, ai đưa cái bàn tay ra để hái lọc thì mình xin năn nỉ đừng có hái giùm, quý sư cô ở đây cực khổ lắm mới giữ được cây mai trổ bông như vậy, đừng có giữ, đừng có bẻ. Thì quả mai, hai người canh một cây mai thì quả mai, cây mai đó qua ba ngày Tết mới còn. Còn nếu không chỉ cần đêm 30 nó sạch sạch thành xanh. Mà chúng sanh thường nghĩ mình đi tới chùa mình hái được hoa mai tươi về nằm lọc là quý lắm, nhưng mà vô tình mình có mang cái nghiệp trộm cướp, mà trộm cướp của tam bảo nên rất là nguy hiểm. Dạ, nhưng bây giờ con chỉ có chia sẻ gì và con cũng cùng thỉnh đạo tràng chia sẻ ý như mình, và con xin sám hối, và giờ thì con cũng xin phép con rời rụp. Dạ, con có điều gì sơ xúc kính mong mà ngài chư tăng và đạo tràng hoan hỷ cho con. Dạ, con xin xuống mít và con cũng xin phép rời rụp. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Sàn thủ cô phụ nữ nhiều pháp, chúng tôi cũng thức dậy sớm, nhưng mà thấy ủa sao giờ cái room pháp cú kinh sinh hoạt mà chờ sức nhiều pháp mở cái room nam truyền, nhưng mà rồi sự việc cũng xảy ra tốt đẹp thôi. Tức là khi mà được Thích Mê Ta nhắc nhở thì cô tu nữ Như Pháp là mở cái room năm truyền ở trong đạo tràng này, vì cái đường truyền hoặc là vì cái win 7 nó bắt chúng tôi phải qua win 10 phải nâng cấp lên. Mà khi nâng cấp lên á thì thật sự là nó khó giải quyết vấn đề, cho nên mới sử dụng win 7. Nhưng mà sử dụng win bài này thì quý vị thấy rằng dễ kiểm soát nè, dễ sinh hoạt nè. Nhưng mà nó có một cái màn hình nó xuất hiện, bắt phải nâng cấp. Và khi bấm vô đó thì nó mất hết. Cho nên chúng tôi không chấp nhận vấn đề đó, mà giữ nguyên cái win bài này, chờ khi mà
cô tu nữ Như Pháp à, hoặc là Tịnh Độ Quán Không nè, hoặc là những vị nào mà mang cộng mới không được thì chúng tôi mới vào. Và có thể là trong khi vào đó, bên cái danh sách mà rung lít á, danh của Phật giáo thì chúng tôi thấy cái Phật giáo Nam truyền, chúng tôi mới bấm vào đó mới vô được trong cái rung này. Quý vị thấy sự sinh hoạt của chúng ta cũng rất là khó khăn khi gặp nhau ở đây à, cho nên quý vị cũng hoàn thiện hãy trân trọng những cái giây phút mà chúng ta lên sinh hoạt à, thì quý vị thấy cái trường hợp ở trước mắt của chúng ta, cái sự vô thường chi phối không riêng gì ở bên ngoài mà đang sinh hoạt như thế này, chúng ta bị rất nặng. Rất nặng này là một cái sự báo hiệu à, chính cái thân của chúng ta, chính thân của chúng ta cũng bị khổ đau bệnh tật chi phối, chứ không phải là hồi nào chúng ta cũng khỏe, mà chúng ta bệnh bất cứ giờ phút nào. Cũng giống như chúng ta xuất hiện ở trên mạng này, khi quan thanh à, thì nãy thì cũng rớt lên té xuống à, thì như vậy chúng ta hãy trân trọng những giây phút mà chúng ta xiết lại gần nhau, để rồi trong hơi thở đó có ẩn chứa một phần nào sự thật, để biết được cái mạng sống của chúng ta là trân quý à. Vậy thì chúng ta hãy trọng cái hơi thở này để chúng ta an trú và phát, hãy nhìn nó đến và nó đi, để rồi tâm của chúng ta không khởi lên cái bản ngã tham sân si chi phối, và chúng ta cảm thấy là mình sống cho chính mình sống với pháp à, thì như vậy chúng ta cảm thấy an lạc. Rồi thời gian còn có 3 phút à, nếu quý vị không có ý kiến gì thì chúng ta xin chấm dứt ở đây ha. Hôm nay sớm câu rồi này kia nó quậy rồi, bây giờ nó ăn ha, quý vị thông cảm ha. Rồi ai Sĩ Kim có còn thắc mắc gì không? Hôm nay sư núp lùm tức quá, nói núp lùm nảm cái gì để cho Sĩ Kim kiếm chuyện kìa. Rồi mấy sư của nó út coi Sĩ Kim nảm gì à, lạng quạng là coi như mình sực Sĩ Kim à, đó là mấy sư đã nói nha à, Sĩ Kim qua chừng nghe à, hôm nay đã xuất hiện là mấy sư trong rung rồi á, nhưng mà hồi nãy chúng tôi giới thiệu cái tên quý vị nghe không rõ, cho nên kính lễ để Đức Pháp Trang, không phải để Đức Pháp Trang có cái nick rõ ràng quá, cho nên à, để Đức Pháp Trang đến thì quý vị biết rồi, nhưng mà quý vị vẫn chào là à, kính lễ để Đức Pháp Trang, nhưng mà thật sự không phải ừ. Quý vị núp lùm đã xuất hiện rồi à, rồi người ta vì lý do kỹ thuật không lên cầm mic, không lên đọc bài, thì quý vị cũng biết rằng chứ à, nghĩa là à, cái gì người ta nói à, tăng đến nhà như Phật bà giáng thế ha. Thì bây giờ Chi Tăng mà đến cái room Phật giáo Nam truyền thì đó là một cái điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ, trân trọng. Chi Tăng còn phải tham gia học hỏi. Vậy thì quý vị là những người Phật tử bận rộn công việc mà vào được cái room này càng quý. Sức khỏe của quý vị bệnh hoạn ốm đau mà quý vị vẫn đưa tay lên đọc, tham gia học hỏi, đó là một điều mà chúng tôi rất là mừng, rất là mừng. Rồi cái gì rồi cũng phải đến cái giờ phút chia ly ha. Rồi bây giờ xin phép được chấm dứt buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Câu Phật Nguồn 121 nói lên cái vấn đề chùa. Mình đừng có nghĩ chùa là một cái vấn đề mà coi như dễ dàng, hoặc là ăn chùa không tốn tiền ha, không phải đâu. Ở đây chớ chê khinh điều ác, cho rằng chưa đến mình. Như nước giỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người ngu chứa đầy ác,
do chấp chứa dần dần. Cho nên cái vấn đề gì á, mình cũng phải suy nghĩ về cái nhân cái quả. Thế rồi trong cái nhân cái quả đó, tam bảo là thường trụ, tam bảo là chính vì có tam bảo cho nên chúng ta mới có nơi nương nhờ, có nơi nương nhờ chúng ta mới tạo được thiện nghiệp. À, như hôm qua ngài Liễu Tông, thiện nghiệp là cái gì? Đó là 10 cái vấn đề gọi là phước nghiệp sự hay là phúc hành tông, punya kiriya quách thú. Chúng ta tạo bằng sự bố thí silamaya, bằng sự kỳ giới đà namaya, tạo bằng sự tu tiến bhavana maya, tạo bằng sự cung kính apaccha yamana, tạo bằng sự phục vụ vayya vaya maya, tạo bằng sự hồi hướng bhattida na maya, tạo bằng sự tùy hỷ bhatta numodana maya, tạo bằng sự kính pháp dhammasavana maya, rồi tạo bằng sự thuyết pháp dhammadesana maya, tạo bằng cách cải chiến và cải chánh và chi kiến đích thú maya. Thì 10 cái vấn đề này nè, 10 vấn đề này là cái điều mà chúng ta tạo thiện sự, và cái thiện sự này sẽ đưa chúng ta gặp các vị thánh, gặp các vị Phật. Bởi vì ba la mật chúng ta đã tạo thì cái không có mất, mà nó là cái điều mà búp bê cái tập quần nha tà, cái phước chúng ta đã tạo sẵn dự trữ, và bây giờ chúng ta có duyên gặp nhau đây, chứ không phải là gặp nhau đây là một cái điều vô duyên, gặp ở đây là hữu duyên mới gặp. Mà quý vị rất là tuyệt vời, dòng kinh tiên kệ không phải là quý vị muốn đọc được là đọc đâu. Thôi xin được kết thúc, bởi vì đã quá 2 phút rồi. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền, xin ngoại lực vô biên, chư toàn giác độc giác và sinh văn tính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nã sa cha qua chê nã sô tiểu ố phô tụ sa phạ đà. Do lời chân thật này kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức, luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin phép quý vị xin được đóng gom ha.